Pháp sư Tịnh Không. Tập 36. Ừ. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Ừ. Hay ngày nay ở mỹ và úc châu có đồng tu gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi khi tai nạn này đến chúng con phải ứng phó như thế nào mọi người đều biết thiên văn và tin tưởng nói cho chúng ta biết năm nay là vào ngày 18 tháng 8 tinh cầu của Thái Dương Hệ lấy trái đất làm trung tâm xếp theo thứ tự thành hình chữ thập từ trường của toàn bộ Thái Dương Hệ này sản sinh thay đổi rất lớn Năm tới Tháng 5 năm 2000 Hành tinh của Thái Dương Hệ Lại xếp thành một đường thẳng Hai loại tin tưởng này Thật sự Đã đem đến Hoang mang cho rất nhiều người nhà thiên văn học nhà khoa học đều cảnh cáo chúng ta loại từ trường này cũng là có sức hút tinh cầu không tầm thường đối với địa cầu sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với sinh vật trên trái đất thậm chí là sinh vật trên những tinh cầu khác cũng đều nảy sinh ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta cần phải nên đề cao cảnh giác cách nói của nhà khoa học cũng chỉ có thể nói đến đó là hết Bởi vì ở trong đây Rốt cuộc đạo lý tại sao như vậy? Không có người nào có thể lý giải được Nói đến chỗ này Chúng ta lại liên tưởng đến Vào ba ngàn năm trước Ấn Độ cổ có thể nói là tôn giáo phát triển đến đỉnh cao tương đối họ dùng phương pháp thiền định đã đột phá được duy thứ thời không quan sát được hiện tượng trong lục đạo luân hồi thế nhưng vẫn không biết lục đạo luân hồi tại sao mà có cho nên muốn đột phá cái vấn đề này muốn giải quyết cái vấn đề này nhưng mà đành phải bó tay ở trong tình cảnh như vậy thích cao ni phật xuất hiện ở thế gian cái tình trạng này là chúng sanh có cảm cho nên chư phật bồ tát vĩnh viễn là người bị động họ không phải chủ động điểm này chúng ta cần phải biết chúng sanh có cảm phật liền có ứng tại sao nói phật không dùng chủ động nếu như phật chủ động thì ngài là phàm phu ngài không phải là phật chủ động là hữu tâm bị động là vô tâm vô tâm mới năng ứng hữu tâm năng cảm chúng ta cảm động họ phật bồ tát xuất hiện ở thế gian họ đến làm gì vậy chính là giúp chúng ta giải quyết vấn đề này nói cho chúng ta biết tại sao có những hiện tượng này nguồn gốc của hiện tượng tại sao có thay đổi cho nên những sự việc này cũng giúp chúng ta giải quyết những tin tưởng ở trong thái không hiện nay cho đến các loại ảnh hưởng đối với sinh vật trên tinh cầu đều ở trong phạm vi của kinh phật nhà tiên tri tây phương nói rất hay Hôm qua Thầy Ngộ Hoàng Chuyển cho tôi Một bức văn kiện Về những tin tức Của những lời tiên đoán này Một điều cuối cùng Có người hỏi Những nhà tiên tri này Sự biến động của địa cầu Đem đến cho chúng ta món quà như thế nào Họ trả lời rất hay Chúng ta tự mình thức tỉnh đây là câu trả lời trí tuệ câu trả lời tuyệt vời nhưng mà họ chỉ nói thức tỉnh phải như thế nào mới được xem là thức tỉnh thì họ không nói ra chúng ta hiện nay có phải là đã thức tỉnh hay chưa chưa có người chân thật thức tỉnh là phật bồ tát triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh nâng cao cảnh giới của mình đó mới được xem là thức tỉnh chân thật nếu không thì vẫn phải tùy nghiệp luân chuyển đó không phải là thức tỉnh câu trả lời này của họ chúng ta nghe xong cảm thấy rất có lợi ích mấy ngày trước chúng ta dạng đến cảm ứng thiên phải nên mẫn nhân chi hung lạc nhân chi thiện Tế nhân chi cấp Cứu nhân chi nguy Hiện nay Hung tai Nguy cấp Đã đạt đến cực điểm rồi Tai nạn của toàn thế giới Chúng ta làm sao cứu Làm sao giúp đỡ chỉ có thức tỉnh thật sự Không những bản thân được độ Giả lại còn giúp đỡ được rất nhiều Những chúng sanh khổ nạn này Trước đây tôi đã từng nói qua nhiều lần Chúng ta mặc dù không có năng lực Hóa giải cái kiếp nạn này quả thật là không có cái năng lực này tại sao vậy đây là điều mà tất cả chúng sanh tạo ác của thế giới này thời kỳ này cảm được cộng nghiệp cảm nên chúng ta đâu có loại năng lực này mà hóa giải nhưng mà dùng hết sức lực của bản thân chúng ta để mức độ của tai nạn này giảm nhẹ một chút. Giảm chậm một chút. Thời gian rút ngắn một chút, đây là chắc chắn có thể làm được. Có thể làm được điểm này là đã giúp ích được rất lớn rồi phải làm như thế nào vậy nhà phật dạy học ba mục tiêu mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh nếu như chúng ta không thể ở trong thời kỳ này trong thời gian rất ngắn chuyển phàm thành thánh thì tâm nguyện này của chúng ta cũng sẽ dở tan có thể chuyển phàm thành thánh hay không đáp án là chắc chắn phàm thánh chỉ ở trong khoảng một niệm sao gọi là phàm khởi tâm động niệm tự tư tự lợi là phàm sao gọi là thánh khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh tuyệt đối không xen tạp mảy may lợi hại được mất của mình ở trong đó đây chính là thánh hay nói cách khác chuyển phàm thành thánh là triệt để hiến dân hiến dân tính mạng gia đình mọi thứ không tiếc vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ người này chính là phật người này chính là bồ tát thức tỉnh là nói sự việc này. Chúng ta ở trong biết bao nhiêu năm Từng giây từng phút Nhắc nhở các đồng học Chúng ta nhất định Phải nắm vững Cương lĩnh chỉ dạy của Phật Đà nắm vững nguyên tắc học tập chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi chúng ta phải dùng tâm như thế thức tỉnh chính là chuyển biến lớn trước đây chúng ta tu học đối nhân sự thế tiếp vật tâm không chân không thành bắt đầu từ hôm nay buông xả tất cả giả dối chúng ta dùng tâm chân thành để sống dùng tâm chân thành đối nhân sự thế tiếp vật đây chính là bạn thức tỉnh rồi tâm địa chân thành nhất định thanh tịnh thanh tịnh là nhất định không bị ô nhiễm nữa cái gì là ô nhiễm vậy người hiện nay nói mê hoặc sự mê hoặc của tài sắc danh thực thùy ngũ dục lục trần chúng ta đem nó buông xả hết quyết định không bị mê hoặc lại nữa Tâm thanh tịnh hiện tiền Thanh tịnh chính là chân thành Chân thành chính là thanh tịnh Từ vô thủy kiếp đến nay Chúng ta đều là cống cao ngã mạn Tự cho là đúng Ngày nay chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này Triệt để buông xả Biết chúng sanh và Phật bình đẳng Giảng Pháp bình đẳng Cống cao ngã mạng Phải đoạn cho thật sạch sẽ Phải tu khiêm tốn Phải biết khiêm nhường tôi ở phần trước đã từng nói qua với các vị lễ nhượng nhẫn nhượng khiêm nhượng tu tâm bình đẳng của chúng ta từ bỏ thành kiến của mình từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình hoàn toàn thuận theo lời dạy của phật đà thuận theo thái thượng cảm ứng thiên y giáo phụng hành đây là chánh giác đây là thật sự có trí tuệ khởi tâm động niệm lời nói việc làm nếu như trái ngược lại với lời dạy của thái thượng cảm ứng thiên phật bồ tát là chúng ta mê hoặc rồi là chúng ta điên đảo rồi xưa nay niệm niệm vì bản thân niệm niệm vì gia đình niệm niệm vì đoàn thể nhỏ của mình hiện nay chúng ta đem cái tâm này sửa trở lại chúng ta phải yêu thế nhân giống như thượng đế vậy phải đại từ đại bi giống như phật bồ tát vậy yêu tất cả hư không pháp giới tất cả chúng sanh Khẳng định Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Chính là mình Trong Kinh Đại Thừa thường nói Phật mười phương ba đời Cùng chung một pháp thân Đây là đêm tâm của chúng ta Triệt để chuyển đổi trở lại 180 độ Đây gọi là thức tỉnh bằng vừa chuyển biến như vậy liền siêu phạm nhập thánh là không phải phạm phu rồi lấy tâm từ bi mà luận bạn chính là bồ tát quan thế âm lấy chánh giác mà luận bạn chính là bồ tát văn thù sư lợi Lấy tâm thanh tịnh bình đẳng mà luận Bằng là Bồ Tát Phổ Hiền Lấy chân thành mà luận Bằng là Bồ Tát Địa Tạng Bạn đã siêu phàm nhập thánh Cho nên Làm phàm phu Làm Phật Bồ Tát Thấy đều do chính mình Không do người khác Bạn chuyển lại được bạn chính là phật bồ tát cái kiếp nạn này liền hóa giải rồi cái mà trong bạch y thần chú nói nhất thiết tai ương hóa vi trần chỉ cần ý nghĩ bằng thực sự chuyển trở lại liền hóa giải ngay nơi mà phật bồ tát ở cái nơi này có phước chư phật hộ niệm long thiên thiện thần phù hộ ở nơi này dù cho có tai nạn Tai nạn giảm nhẹ rồi Cho nên tôi nói Chúng ta xin vào cái thời đại này Không thể nói không tốt Đối với người tu hành mà nói Là tăng thượng duyên rất tốt Tại sao vậy? Không dám giải đãi Không dám trì hoãn nữa Thật sự là tranh thủ từng giây từng phút Mau mau đem mình nâng lên đến Pháp thân đại sĩ Tâm chuyển biến rồi Thì hành vi của chúng ta liền chuyển biến Hành vi nhất định là nhìn thấu buông xả Nhìn thấu là đối với tất cả lý sự nhân quả Thế xuất thế gian đều sáng tỏ không học đã sáng tỏ rồi kinh giáo bày ngay trước mắt liền thông đạt từng câu từng chữ vô lượng nghĩa tại vì sao bạn không thấy ra được vậy tâm của bạn chưa có chuyển đổi trở lại hành vi của bạn chưa có chuyển đổi trở lại tâm hạnh chuyển đổi trở lại thì khó cỡ nào cũng không còn đều hóa giải hết những lời dạy mà chư phật bồ tát bậc thánh hiền nói ra đều là sự bộc lộ của tự tánh cái gì là tự tánh vậy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chánh giác từ bi là tự tánh. Mau mau học. Mau mau chuyển cảnh giới. Vẫn còn kịp. Sau khi thấy rõ rồi, nhất định buông xả. buông xả cái gì vậy vọng tưởng buông xả phân biệt buông xả chấp trước buông xả vạn duyên buông xả rồi chỉ có một cái tâm vì nhân dân phục vụ vì xã hội phục vụ vì quốc gia phục vụ vì thế giới phục vụ vì pháp giới tất cả chúng sanh phục vụ Người này liền gọi là Phật Liền gọi là Bồ Tát Đời sống của mình Tự tại tùy duyên Người không tự tại là bạn không buông xả Bạn triệt để buông xả rồi Bạn liền được đại tự tại Đến lúc đó là không phải thân nghiệp báo Chúng ta đến cái thế gian này Là do nghiệp báo mà đến Không sai Là Phạm Phu Hiện nay chúng ta gặp được Phật Pháp Chúng ta gặp được cái cơ duyên này Là một cuộc Thay đổi thật lớn Triệt để sám hối Quay đầu 180 độ chuyển phàm thành thánh. Cho nên, không có khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Thị hiện ở nhân gian. Tất cả chư Phật như Lai đến nhân gian là thị hiện đến. Cần dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian. Đời sống của họ là tùy duyên. không phải phan duyên. Phan duyên là trong tâm có chủ ý, ta phải làm sao? Làm sao làm sao? Đó là phan duyên. Phật Bồ Tát không có loại ý nghĩ này, tâm niệm này. Hoàn cảnh sống, hoàn cảnh gì cũng tốt cả, đều hoan hỷ, mấy mây chấp trước đều không có. người thế gian nói cái này tốt rất tốt người thế gian nói cái này không tốt cũng không tốt mọi thứ đều tốt không có gì là không tốt họ được tự tại người thế gian có phân biệt có chấp trước là chắc chắn không tự tại xa lìa tất cả phân biệt chấp trước liền được đại tự tại đây là nói người phá mê khai ngộ người chuyển phạm thành thánh đời sống tinh thần vật chất của họ tự tại tùy duyên đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật người thế gian không hiểu chúng ta hiểu rõ chúng ta nhất định phải mau mau chuyển đổi lại cuối cùng bất kể vào lúc nào bất kể ở trong hoàn cảnh nào tuyệt đối không quên a di đà phật chúng ta ở trong đời sống ở trong công việc ở trong tất cả sự tương giao tích lũy công đức Lời nói này phần trước đã nói rồi Ở chỗ này không nói tỉ mỉ nữa Đem loại công đức này Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Mọi lúc, mọi nơi Chúng ta liên hệ mật thiết cùng với A-di-đà Phật Mọi lúc, mọi nơi Đều có thể giảng sanh tự tại giảng sanh. Bạn nói đây. Chẳng phải là nhà Phật thường nói đại viên mãn hay sao? Đại viên mãn là ở ngay trong một đời này chúng ta thành tựu. Là ngay trong thời gian ngắn ngủi này viên mãn Cho nên tâm trạng của chúng ta Thanh tịnh vô cùng Hỷ lạc vô cùng Toàn tâm toàn lực Vì những chúng sanh khổ nạn này Làm nên cống hiến lớn nhất của chúng ta. Đây chính là giữ tâm bồ đề, hành bồ-tát đạo, thật sự là hóa giải hung tai, cứu khổ cứu nạn. Đây mới gọi là Tự mình Thức tỉnh Nhà tiên tri Tây Phương Chỉ nói cái đề mục như vậy Hoàn toàn chưa nói rõ cặn kẽ Tôi làm một bài chú giải cho mọi người Cho nên cái kiếp nạn này Chúng ta biết là có Nhưng mà chúng ta nhất định không sợ hãi Không hoang mang lo sợ Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Quyết định đem mình nâng cao lên Nâng cao lên vĩnh viễn, Quyết định không đòa lạc nữa Đây là đại viên mãn chân thật Xin chào chư vị đồng tu Chào mọi người lần trước Dạng đến cảm ứng thiên Đoạn thứ 27 Bất chương nhân đoạn Bất huyễn kỹ trường Phần trước đã từng nói qua Hai câu nói này xem ra là câu nói từ nơi cửa miệng trên thực tế quan hệ cực lớn đối với cách làm người tu dưỡng của mỗi người chúng ta người ở trong một đời sai lầm lớn nhất chính là ưa thích phê bình người khác ưa thích công kích sở đoản của người khác sự việc này là tổn âm đức nhất khi tạo tác chỉ biết chạy theo khoái ý nhất thời không hề nghĩ đến quả báo nghiêm trọng về sau ở trong kinh địa tạng gọi là địa ngục kéo lưỡi địa ngục giạt lửa đều là do loại nghiệp báo này hiện ra vào thời xưa nhân tâm thuần phát thông thường đều có giáo dưỡng người hiện nay đáng thương không có người chỉ dạy thuận theo tập khí phiền não của mình là nhìn thấy phong khí bên ngoài xã hội trong có nhân ác ngoài có duyên ác do đó tạo loại tội nghiệp này đầy dẫy khắp nơi đây là điều đáng để chúng ta cảnh giác Bản thân nếu như có Nhất định phải tận lực Sửa chữa sai lầm Cái sai lầm này Nếu như không thể sửa trở lại Niệm Phật Cũng không thể giảng sanh tịnh độ Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Phật giới thiệu tịnh độ cho chúng ta Nói rất rõ ràng, rất minh bạch Thế giới Tây Phương đều là Các bậc thượng thiện Cùng hội về một nơi Tuyệt đối Không cho phép người có tâm hạnh bất thiện Đến nơi đó Quế nhiễu hoàn cảnh sống Của người ta Cho nên đây là người nhất định không thể giảng sanh chúng ta nhất định phải nhớ kỹ ở trong chú giải trích dẫn rất nhiều thí dụ thử xem cổ nhân hàm dưỡng như thế nào chúng ta phải noi theo phải học tập mấy thí dụ mà chỗ này ông liệt kê ra vào thời xưa những người này chúng ta ở trong sử truyện ở trong cổ văn đều đọc qua đều khá quen thuộc hàng kỳ của triệu tống Vương Tố Văn Trừng Minh Đây đều là người có học Có thể độ lượng Bao dung Người có sai lầm nhỏ Nói thật ra Cậu nhân nói rất hay Người không phải thánh hiền Không ai không có lỗi Lỗi lầm nhỏ Tôi vẽ thêm trở thành lỗi lầm lớn Đó mất đi tiền đồ Của cả một đời người Phải gánh rất nặng Cái nhân quả này Người bị hại Nếu như họ trong tâm không phục Hay nói cách khác Họ quyết định sẽ trả thù Cái báo thù này Không phải đời này Là ở đời sau Hoặc giả dạ là đời sau nữa Quan quan tương báo Không bao giờ dứt Vào thời xưa đồng học bạn bè khi nhìn thấy có lỗi lầm thì khuyên nhủ khuyên nhủ vào lúc nào vậy khi không có người thứ ba nhìn thấy bạn nói loại người này tình sâu đậm cỡ nào nhắc nhở họ khuyên nhủ họ Khuyên nhủ hai lần, ba lần cũng không sửa. Ở trong Phật Pháp gọi là mặt tấn. Mặt tấn là không nói nữa. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong một đời. Học trò theo Ngài Không ít Trong kinh điển ghi chép Có 1.255 người Một đoàn thể tương đối đồ sộ Cái đoàn thể này Chúng ta xem thấy ở trong kinh Không có sự tổ chức hiện đại hóa nào tại vì sao có nhiều người đến như vậy lại sinh hoạt có quy luật như vậy nghiêm chỉnh như vậy đạo lý ở chỗ nào mỗi người đều tuân thủ lục hòa kính mỗi người đều tu ngũ giới thập thiện Dù cho có lỗi lầm Mỗi ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp Tự mình biết sửa đổi, sám hối Chúng ta không hề nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật xử phạt một học trò nào Không hề nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật khai trừ một học sinh nào. Đây là mẫu mực của chúng ta. Chúng ta ngày nay làm không được. Muốn học cũng không học được. Cho nên, hãy xem từ trong kinh điển ghi chép Thích Ca Mâu Ni Phật làm người, làm viên mãn biết bao. đây là hiện thân thuyết pháp chỉ dạy chúng ta ở trong một đời đối nhân sự thế tiếp vật không có mảy may khuyết điểm nào đây là mới biểu hiện ra trí tuệ cứu cánh viên mãn chân thật một câu phía dưới bất huyễn kỹ trường bản thân có sở trường có ưu điểm người hiện nay nói là đáng tự hào đáng tự hào là khoe khoang sở trường của mình chút sở trường đó của bản thân bạn lập tức sẽ tiêu tan sẽ không còn nữa cho nên ưu điểm của mình phải giấu kín ẩn giấu tài năng là cổ thánh thiên hiền dạy chúng ta khuyết điểm của mình cần phải phơi bày ưu điểm của mình cần phải giấu kín tích âm công Hành thiện Là bổn phận của mình Có gì đáng khoe khoang chứ Nhất là công việc Trong bổn phận của mình Công việc bổn phận Cần phải làm tốt Tận tâm tận lực mà làm Đây là bổn phận Làm không tốt là có lỗi thật không đáng khoe khoang công việc bổn phận có thể làm tốt thì đây chính là đại thiện thật sự có thể làm tốt muốn chu đáo mọi mặt tương đối không dễ dàng cho nên không có trí tuệ không có học vấn bạn sẽ không có phương tiện thiện xảo người thế gian có người nào không muốn làm tốt công việc bổn phận của mình tại sao làm không tốt tại sao lại rơi vào cảnh tội lỗi đầy mình cái nguyên nhân này ở đâu vậy chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ một câu nói tóm lại là lỗi do không học không có học lại tự cho là đúng cho nên khi đụng chuyện sẽ tạo ra rất nhiều sai lầm việc thế gian còn như vậy việc lớn xuất thế gian càng khó hơn cho nên bất kỳ việc gì tự mình nhất định phải thử nghĩ năng lực trí tuệ của mình những việc này ta có thể làm được hay không có thể làm viên mãn hay không có thể lợi ích đại chúng xã hội hay không nếu như không thể thì ta không dám tiếp nhận có cái trí tuệ này có cái năng lực này lại có cái cơ hội này đó là người xưa gọi là việc cần phải làm ta cần phải làm ta không đi làm sẽ không có người làm không có trí tuệ không có năng lực không có cái cơ duyên này không nên cưỡng cầu mà đi làm cưỡng cầu đi làm đó chính là điều mà trong kinh đại tạng gọi là khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi cho nên nói người quý ở chỗ biết rõ mình người khác không biết ta tự mình cần phải biết mình có trí tuệ bao nhiêu năng lực bao nhiêu phải hiểu rõ tôi cả đời không có dẫn dắt người nào dùng cách nói hiện nay để nói là chưa hề làm lãnh đạo tôi trong một đời là bị lãnh đạo không có kinh nghiệm dẫn dắt người bản thân tôi hiểu rõ Cho nên tôi cả đời Không xây đạo tràng Không làm trụ trì Không dám quản người Không dám quản việc Tại sao vậy? Tôi biết tôi không có tài năng này Không có nghe năng lực này Không có phước báo này Làm không tốt Làm không tốt là có tội lỗi tôi không cưỡng cầu hy vọng trong đời này ít lỗi lầm mà thôi tôi nhìn thấy người khác làm tôi hoan hỉ tôi ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ họ tôi tận tâm tận lực giúp đỡ người ta tập tục Trung Quốc có nói Phạm là người làm lãnh đạo trong mạng phải có ấn quan. Lời này nói cũng không phải không có đạo lý. Cho nên tôi hiểu rõ mình, tôi cả đời phục tùng lãnh đạo. làm công việc bổn phận của mình phải làm sau khi gặp được phật pháp tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn ở trong một đời này đọc sách mà mình thích đọc làm việc mà mình thích làm sự nghiệp sau khi học phật chính là giảng kinh thuyết pháp tuyên truyền giáo nghĩa của phật giáo bản thân chúng tôi có tâm có nguyện cũng phải cần có duyên nếu như không có duyên tuy có tâm có nguyện cũng làm không được Pháp thế suốt thế gian đều cần thiện nhân, thiện duyên, phía sau mới có thiện quả. Học Phật, Phật dạy chúng ta phải tu giác chánh tịnh, phải tu tâm thanh tịnh nếu muốn được tâm địa thanh tịnh chỉ có giảm bớt việc sự việc quá nhiều quá bề bộn thì tâm thanh tịnh của bạn chắc chắn không đạt được rồi sự nghiệp của bạn làm tốt đi nữa quy hoàng đi nữa thiện đi nữa đều rơi vào phước báo nhân thiên Giảng sanh Các gì phải nhớ kỹ Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Tâm không tịnh không thể giảng sanh Đàn Kinh nói hay Sự việc này Phước không thể cứu được Xây đạo tràng là tu Phước Giảng Kinh thuyết Pháp cũng là tu Phước Độ chúng sanh vẫn là tu Phước không thể dứt sanh tử không thể ra khỏi tam giới phước lớn đi nữa cũng không liên quan gì với dứt sanh tử ra khỏi tam giới điểm này chúng ta phải biết nếu như mọi người hơi lưu ý một chút bạn có thể thấy ra được Đạo tràng của người xuất gia Đạo tràng của cư sĩ Phạm là người trụ trì đạo tràng Có mấy người có thể giảng sanh Có mấy người khi lâm chung Có tướng tốt lành Trái lại không bằng một người Âm thầm lặng lẽ thật thà niệm phật người bị mọi người coi thường pháp sư đàm hư nói với chúng ta ở trong ảnh trần hồi ức lục có ghi chép phần sau niệm phật luận cũng có ghi chép chùa cực lạc cáp nhị tân pháp sư tu vô giảng sanh đó là sự thật không phải giả pháp sư tu vô không hề đi học không biết chữ trước khi chưa xuất gia làm thợ nề sau khi xuất gia chỉ biết niệm một câu a di đà phật người vô cùng khiêm tốn vô cùng hòa kính Đối xử bất kỳ người nào cũng cung kính Ở trong tự diện Làm những công việc nặng nhọc Tu khổ hạnh Mọi thứ nhường cho người khác Cái người khác không cần Thì mình lại thọ dụng Bạn thấy ông giảng sanh tự tại kiểu như vậy, tự nhiên như vậy. Pháp sư Đàm hư giảng sanh, Pháp sư Đế nhàn giảng sanh, tướng lành không bằng ông. Pháp sư Đế nhàn còn có một đệ tử là Thợ giá nồi chúng tôi giảng kinh thường hay nhắc đến ông cũng là người một chữ cũng không biết niệm phật ba năm đứng mà giảng sanh sau khi giảng sanh còn đứng ba ngày đợi sư phụ của ông làm hậu sự cho ông sư phụ giảng sanh cũng không bằng ông sư phụ của ông là lão hòa thượng đế nhà là tổ sư một đời của tông thiên thai tại sao sư phụ không bằng đệ tử vậy đệ tử đỡ lo không có việc gì sư phụ là trụ trì tự miếu mỗi ngày thì biết bao nhiêu việc xã giao lo nghĩ hay nói cách khác luận tu phước đệ tử không bằng sư phụ luận công phu tu hành thì sư phụ không bằng đệ tử những chân tướng sự thật này đều ở ngay trước mắt chúng ta chúng ta có nhìn thấy hay không lão pháp sư đàm hư lão hòa thượng đế nhàn là đại đức trong cửa phật giải hạnh tương ưng chân thật thật sự là một người xuất gia tu hành tốt cũng là tấm gương tốt cho chúng ta nếu như đức hạnh tu trì của chúng ta không bằng các ngài nhất định bị đọa lạc cho nên dẫn chúng thật không dễ dàng dẫn chúng không phải người phạm thật sự có trí tuệ có đức hạnh mới có thể dẫn chúng nhất là đại chúng xã hội hiện nay không dễ dàng gì dẫn người trước đây thật thà biết nghe lời người hiện nay không thật thà mỗi một người ý kiến đều rất nhiều nếu như không có đức hạnh thật sự khiến đại chúng kính phục thì chướng nạn của bạn là điều không thể tránh khỏi chúng ta ở singapore nhìn thấy cư sĩ lý mộc nguyên chân thật là bồ tát hóa thân ông có chứng nặng hay không có nhiều cũng có một số người đố kỵ chướng ngại du cáo lên chính phủ ông bị chính phủ nhiều lần điều tra nghiêm khắc Điều tra thấy rõ là ông bị oan. Là người ta vu cáo hãm hại ông. Cư sĩ Lý biết rất rõ, tại sao người ta vu oan cho ông vậy? Đại khái trong đời quá khứ, ông đã vu oan cho người khác, oan oan tương báo. Cho nên sự việc rõ rồi Quan chức chính phủ Còn khuyên ông Ông có thể khởi tố ngược trở lại Những người du cao đó Những người đó đều có tội Cư sĩ Lý nói không cần thiết Oan oan tương báo Đến đây là hết rồi Đây là một người rõ lý Là người học Phật Cái gọi là Người khác dùng thiền hành đối với ta ta dùng thiện hạnh đối với họ, người khác dùng bất thiện đối với ta, ta vẫn dùng thiện hạnh đối với họ. Đây là một người học Phật, là người hành Bồ Tát đạo. Người học Phật tri ân báo ân. Nhất định không báo oán. kết thiện duyên với tất cả chúng sanh Không kết ác duyên với tất cả chúng sanh Mọi việc đều nhẫn nhượng Bạn cần Tôi thấy đều đưa cho bạn Không những vật ngoài thân Có thể buông xả Cho dù bạn cần mạng của tôi Tôi cũng cho bạn Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ma Dương ba tuần khuyên Ngài nhập bát Niết Bàn. Dùng cách nói hiện nay để nói là khuyên Ngài chết sớm một chút, Thích Ca Mâu Ni Phật đồng ý nhận lời rồi. Liền nhập bát Niết Bàn. Thỏa mãn tâm nguyện của tất cả chúng sanh phật thỏa mãn nguyện của ma ma tương lai diệt phật pháp còn biết lưu lại một chút tình ra tay còn biết lưu tình nếu phật không thỏa mãn nguyện của ma ma diệt phật pháp e rằng ra tay sẽ không lưu tình phật đối với người ác đối với ma dương đều thỏa mãn nguyện của họ huống chi là thường nhân bình thường những chỗ này chúng ta đều phải học tập chỗ này của cổ thánh tiên hiền chúng ta phải nhớ kỹ phải cần mẫn nỗ lực noi theo sở đoạn của người khác tuyệt đối không nhắc đến không những không nhắc đến tốt nhất tai cũng không nghe tại sao vậy bảo vệ tâm thanh tịnh của mình đây là tự lời tuyệt đối Ưa thích nghe lỗi lầm của người khác Ưa thích dò hỏi lỗi lầm của người khác Chắc chắn đọa địa ngục Tại sao bị đọa địa ngục Tự làm tự chịu Không phải người khác đẩy bạn xuống địa ngục Là bạn tự mình tạo nhân bất thiện Nên cảm quả bất thiện chúng ta không thể không biết cho nên tăng đoàn như pháp thật sự thế tôn khi còn tại thế cái đoàn thể đó chúng ta hiện nay học như thế nào cũng không thể học được nguyên nhân là đoàn thể hiện nay của chúng ta không lớn bằng đoàn thể của ngài ba bốn chục người chúng sống cùng với nhau một người là một tâm một người là một tư tưởng lục hòa kính điều thứ nhất làm không được không có cách gì làm được kiến hòa đồng giải cho nên cơ sở không có rồi chúng ta còn chia thành mấy nhóm còn muốn chọn người làm trưởng nhóm vậy là thật quá mức rồi nhưng mà đây là cách làm bất đắc dĩ tại sao vậy người không thể tự trị thế tôn năm xưa còn tại thế mỗi một phần tử trong tăng đoàn đều có thể tự trọng tự ái tự trị không cần phải tổ chức mỗi một người đều tự quản lý mình rất tốt đây là tăng đoàn phật pháp chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều nếu như đồng tham đạo hữu cộng tu với nhau chưa đạt đến cái trình độ này không bằng không làm tốt hơn tự mình tu cho mình nhất định thành tựu Không như Pháp Không như Pháp thì không làm Thật sự như Pháp Như Pháp thì chúng ta làm ngay Hoàn toàn nói theo Thích Ca Mâu Ni Phật Việc mà Tổ sư Đại Đức đã làm Đã là phải trả giá rất lớn rồi Chúng ta biết Những cái giá này Đều là bất đắc dĩ mà làm viên mãn nhất cứu cánh nhất là cách thức đó của phật đà còn tại thế đây là điểm chúng ta cần phải ghi nhớ thật sự thành tựu trí tuệ đức hạnh học vấn của mình mới thật sự có thể làm được tự hành hóa tha mới thật sự có năng lực dẫn chúng dẫn chúng hoàn toàn là tự nhiên không cần bất kỳ hình thức tổ chức nào đó là tự nhiên tự nhiên là tốt nhất tự nhiên là thiện nhất tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú vỗ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật